Chuyện tình cảm của Quang Lê luôn là chủ đề được bàn tán của cộng đồng mạng. Trong số những người đẹp từng hẹn hò với nam ca sĩ, Linda Vi Trâm Nguyễn, Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006 là cái tên được nhiều người quan tâm. Quang Lê là giọng ca bolero nổi tiếng, được khán giả trong nước lẫn hải ngoại yêu mến. Anh có một sự nghiệp thăng hoa nhưng đời tư, nhất là chuyện tình ái, khá phức tạp. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ công khai hẹn hò, hôn lén Hà Thanh Xuân giữa chốn đông người. Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng bởi nhiều lần nam ca sĩ lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp. Trước tin đồn với ca sĩ Hà Thanh Xuân, không ít lần Quang Lê vướng ồn ào với những người đẹp, trong số đó phải kể đến Linda Vi Trâm Nguyễn, Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2006. Linda Vi Trâm Nguyễn sở hữu nhan sắc và thân hình quyến rũ. Mối tình này từng gây chú ý không ít khi Quang Lê chia sẻ rằng anh không thể chịu được khi thấy bạn gái nói chuyện hay có biểu hiện tình tứ với người khác. Lúc đó tôi rất ghen, cảm giác như đang phát điên, tôi trở nên mù quáng. Có những hành động mà chính người nhà mình cũng không hài lòng. Nam ca sĩ 7X từng chia sẻ, một lần vì ghen tức, Quang Lê đã đuổi Linda Vi Trâm Nguyễn ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Nam ca sĩ thừa nhận anh là người ghen tuông mù quáng. Cặp đôi chia tay cũng vì lý do này. Sau đổ vỡ, Vi Trâm Nguyễn đã lập gia đình và có cuộc sống viên mãn. Quang Lê kín tiếng về chuyện tình cảm trong một thời gian dài. Vi Trâm Nguyễn hay còn được biết đến với cái tên khác là Linda Vi Trâm Nguyễn. Cô đến từ thành phố Sydney, Mỹ và xuất sắc vượt mặt 39 người đẹp đăng quang Miss Việt Nam Global 2006. Khi ấy, Vi Trâm Nguyễn chỉ mới 23 tuổi. Cô cũng chính là nàng hậu đầu tiên của lịch sử cuộc thi này. Tại đêm chung kết, Vi Trâm Nguyễn còn đạt giải thưởng phụ Miss áo dài cùng số tiền mặt 50.000 đô la Mỹ. Linda cho biết cô rất thích tham gia công tác tình nguyện và xã hội do người Việt tổ chức. Cô say mê thể thao, nhất là các môn thể thao dưới nước, câu cá, cắm trại và du lịch. Mang trong mình dòng máu Việt, cô còn có mối quan tâm đặc biệt khác, thiết kế và làm người mẫu áo dài. Linda tỏ ra có ý thức rất sâu sắc về truyền thống gia đình của người Việt và coi trọng chữ hiếu với bậc sinh thành. Tình của Quang Lê sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng sắc vóc nóng bỏng, vòng nào ra vòng đó. Cô thường diện những thiết kế, váy áo cắt xẻ mạnh tay, khoe khéo đôi chân dài nuột nà cùng vòng bụng đẫy đà. Thuở còn yêu nhau, Vi Trâm Nguyễn và Quang Lê còn thực hiện nhiều bộ ảnh tình tứ. Theo đánh giá từ phía ban giám khảo của cuộc thi năm ấy, Vi Trâm Nguyễn là một trong số ít những thí sinh có sự thể hiện xuất sắc trong các vòng thi. Đa phần đối thủ của nàng hậu đều cứng đơ trước những câu hỏi bằng tiếng Việt, nhưng Vi Trâm Nguyễn đều dễ dàng cân chọn. Cô trả lời bằng song ngữ Anh Việt một cách trôi chảy mượt mà. Là cuộc thi dành cho người Việt tại Mỹ như Miss Việt Nam Global mang tiêu chí khắt khe. Thí sinh tham gia phải mang ít nhất 1/4 dòng máu Việt Nam và thuộc cùng độ tuổi từ 18 đến 28. Trước thành tích này, Vi Trâm Nguyễn còn đạt nhiều giải thưởng khác như Miss Việt Nam ở Southern California 2004, Miss Việt Nam Soco 2006, Á hậu 1, Miss Việt Nam Washington và Miss Việt Nam USA. Ở Việt Nam, Linda Vi Trâm Nguyễn còn được đông đảo khán giả biết đến sau khi được gắn mác người yêu cũ của ca sĩ Nhật Tinh Anh. Được biết, hai người cảm mến nhau sau khi cô tham gia MV ca nhạc của ca sĩ Nhật Tinh Anh có tên gọi Tiếng Dương Cầm Trong Đêm với vai trò là người mẫu. Thời điểm yêu ca sĩ Nhật Tinh Anh, cô được giọng ca Vầng Trăng Khóc ca ngợi hết lời trên truyền thông và còn đặt nickname cho cô với tên gọi rất dễ thương là Sushi. Tuy nhiên, mối tình cũng chỉ được kéo dài trong 3 tháng và mau chóng kết thúc vì khoảng cách địa lý.